Liên tiếp một tuần nay, cả trăm hộ dân ở các huyện Di Linh và Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng phải sống cạnh hồ thủy điện Đồng Nai, ăn không ngon, ngủ không yên khi mà khu đất cả trăm hecta đã bất ngờ bị nứt và sạt trượt xuống hồ. Trước đó thì hiện tượng này cũng từng xảy ra khi thủy điện Đồng Nai 2 tích nước vào năm ngoái. Chỉ riêng trong ngày hôm nay, tình trạng trượt lở đã làm hàng chục mét vuông cây cà phê và hoa màu ở thôn Hà Lâm, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà bị chôn vùi. Theo nhiều người dân, các vết nứt thường xuất hiện vào những ngày mưa nhiều. Đặc biệt trong vùng đã có 2 nhà dân bị sập hoàn toàn và nhiều ngôi nhà khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Khu vườn của ông Kermner bị sụt đất 70% diện tích. Nguy hiểm hơn, vết nứt đã ăn sâu vào tường nhà. Bây giờ cái vết nứt này là từ trước đây thì chưa có. Bây giờ từ ngày đắp đập thủy điện tích nước á, từ tháng 11 năm 2013 thì bây giờ có dấu hiệu là đến tháng 9 năm 2014 bây giờ là sạt hoàn toàn hết, có 9.000 mét vuông là bây giờ bị sạt là hơn 7.000 mét vuông. Bây giờ cái bị sạt này càng ngày càng tiến là gần tới nhà luôn. Những ngày qua bà Hoàng Thị Lợi phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất khi ngôi nhà bằng gỗ của gia đình đã bị đổ sập. Thiệt hại còn có thể tăng lên nữa khi khu vườn đang có hiện tượng sụt lún, nhiều cây cà phê bị bật gốc. Đất nó lứt, nó lẻ to và cây cà phê nó lộn bênh xuống như này, thế là cô buộc cô phải múc cà phê đi vào cái nhà nhà cô ấy. Bây giờ là nhà nhà cô như là nó sập, không thể ở nổi, bây giờ cô phải đi ở nhờ nhà người ta. Người dân có đất và nhà bị sạt lở cho biết đây là hiện tượng bất thường vì rất hiếm khi xảy ra. 60 gia đình đang sinh sống và sản xuất nông nghiệp ở trong vùng nguy hiểm khi chỉ cách bờ sông Đồng Nai khoảng 700 mét. Điều đáng nói, khu vực này không nằm trong diện giải tỏa, đền bù của thủy điện Đồng Nai 2. Tháng 10 năm 2013, thủy điện Đồng Nai 2 trích nước, thì đất của tôi hiện tượng là nứt. Tháng 8 2014 là sạt lở luôn. Bây giờ là nó hư đất hư hỏng luôn, mà nhiều nhà chứ không phải là một mình nhà tôi. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, khu vực bị nứt đất nằm trong vùng biến đổi địa chất. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên ở qua đêm trên vùng này trong những ngày mưa lũ. Do hiện tượng sụt lún đất tiếp tục xảy ra, nên địa phương đã xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để hỗ trợ 60 hộ dân xây dựng lại nhà ở khu vực an toàn.